Playtogether Halloween chính thức đã được cập nhật. Hôm nay mình sẽ khám phá các sự kiện Halloween trong Playtogether để xem có những gì thú vị nha. À mà khoan, trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên dưới video của Sim đạt được 50 like và 6 chữ sub. Và các bạn có 3 giây việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Let's go. Ok các bạn, chúng ta đã trở lại với Playtogether phiên bản Halloween. Yeah, một tựa game có thể bào mòn thắng lương của mình chỉ trong vòng một click. Nói thật đấy. Ok, thì chúng ta sẽ cùng khám phá thử xem trong cái sự kiện Playtogether Halloween này sẽ có những gì nha. Đầu tiên chúng ta sẽ khám phá sự kiện cửa hàng. Oh my god, ok. Wow, oh my god, what is this? Ok, đập vào mắt tôi chính là một bé bét. Ok, chúng ta có tận 3 bé bét là các bạn ơi. Bét dơi baby, bét quỷ baby và chúng ta có ma baby. Curse. Ok, thì chắc chắn là ai đang làm gì vậy? Ai đang làm gì vậy? Oh my god, em ơi đừng làm phép vô người chi. Chị cắn em đây. Stop. Ok, thì chúng ta có 3 bé bét. Thì các bạn nhìn mình thì các bạn biết mình sẽ mua bé gì nữa. Chắc chắn là bé ma baby rồi. Và vâng, chúng ta để sở hữu được cái tình để sở hữu được cái cục mochi trắng trắng này, chúng ta sẽ mất 79.000. Tinh tinh liền. Ok. Trời ơi, tự nhiên nghe cái mức tiền ngang vậy mọi người. Ôi con, sao nhiều người vậy? À, được bu sim ra. Oh my god. Hộp thư và chúng ta có ma baby. Ok, rồi em ơi ra sân thôi. Trời ơi, bây giờ bé là của chị rồi. Đây. Oh my god. Look at... Em ơi. Chị mua em mà sao em không đi theo chị vậy? Đây, ok, chúng ta có một bé ma baby. Oh, so cute. Ok, mình không biết mình có thể đặt tên cho mấy được không nữa. Mình không bao giờ đặt tên được cho mấy bé này nhá. Mình có thể cưỡi bé này sao với 200 kim cương? Trời ơi, không hổ danh là ôi bạn này muốn cưỡi muốn chở mình đi hả? Xin lỗi bé nha, chị không có lên xe người lạ được. Sorry. Ok rồi. 200 kim cương à? Thế giờ chưa gì à? Tốn thêm 200 nữa. Yo! Ui! Hay à? Wow! Sao mình như hồn ma vậy? À, cũng keo đó, nhưng mà anh này ghê quá à. Có thể nào cho em mấy gọi là kiểu thả mấy đậu dưới đầu mình xong mấy cưỡi mình bay ấy, xong nhìn mình như cô hồn kìa. Giờ tôi tốn 200 kim cương để tôi trở thành cô hồn vậy hả? Ô là vậy thôi hả? Là vậy thôi. Hơi thất vọng nha, hơi thất vọng. Hơi chê nha, nhưng thôi vậy cũng được. Mình có thể dắt em ấy nữa hả? Đâu dắt thử coi. Ê, mình có thể dắt ma nè mọi người. Đứng lại em. Em đừng có đi đâu đấy. Từ từ. Chị không dắt em nữa, chị qua chị nâng em thử coi. Đây, đấy, ôm ma vào lòng. Đấy, ok thì theo chấm điểm của mình thì mình thấy bé này khá là ok, nhưng mà về cái phần cưỡi mình hơi thất vọng nha. Thực sự là like. Thực sự chê nha. Tôi tốn 200 nhưng tôi thấy hơi chê nha. Nếu mà bé này mà đậu lên đầu mình rồi là kiểu bé cho mình bay ấy, chứ giơ hai tay ghê quá. Chê. Nhưng mà ok, vì em quá đáng yêu nên thôi chị sẽ bỏ qua nha. Ok. Nice. Và tiếp theo chúng ta có gói thợ zombie. Ok, gói thợ zombie chúng ta xem nào. Dễ thương nha. Ê, dễ thương nha mấy ní ơi. Ê, thỏ trắng dễ thương nha, nhưng có thỏ xanh tiếc quá à. Nhưng mà mình cũng khá muốn sở cái gói này, nhìn khá là đáng yêu các bạn ơi. Ok, mình ghép play together. Cái game này chuyên gia bào mòn tiền của tôi nha, thật sự. Ok, 200 lên sàn. Ủa ok à, mình mua rồi. Trời ơi, ủa sao nhiều phần thưởng thế. Và Ok. Chúng ta đã mình thấy có nhiều quà, đợi xíu mấy bạn ơi. A few moments later. Và chúng ta sẽ xem thử cái bộ đồ này sẽ khiến chúng ta xinh cỡ nào nha mọi người. Ok, chúng ta sẽ bấm vào phần trang trí, chúng ta bấm vào áo quần và chúng ta Oh my god.
thôi 200 kim cương hồi nãy cho bé Ma này hơi xù, nhưng mà xinh nha, xinh nha, tôi chấm điểm cái này được nha mấy bạn. Đấy, bạn nào rất thỏ gọi là phiên bản Halloween thì sẽ tậu ngay cái bộ gọi là bé thỏ Halloween này cho tôi nha. Được, tôi thấy 200 này, nếu mà để được chọn 200 để đi mua gọi là cái bộ này với 200 cho con ma này thì mình, các bạn nên dùng 200 ngàn để đi mua cái bộ đồ con thỏ đây nha. Thực sự và thấy nó xứng đáng hơn nhiều con ma này đó. Về cái nâng cấp thôi nha, chứ không phải là bé ma này dở nha, chỉ là cái phần nâng cấp cười này thực sự là... Tôi không thể tin được. Tôi tốn 200 để cho cái con ma điều khiển mình như con quỷ để như cô hồn vậy luôn hả? Oh my god, ok nhưng mà yeah, tôi thấy bộ này đáng, ok. Tiếp theo, và tiếp theo chúng ta có, what is this? Cô gái mà màu xanh. Ê, sao giống bộ đồ mình đang mặc vậy? Ê trời ơi, tôi không biết chị design by một tên, một người nào đó tên Nhật, nhưng mà chị gái hoặc là anh nào đấy đã design ra cái bộ này. 100 điểm cho tôi. Cái gì đây ạ? Cái gì đây? Cái này là em yêu. Ôi đẹp đấy. Mua liền. Cuối cùng Play Together cũng đã thương cho tấm lòng của tôi khi tôi xài quá nhiều tiền. Và tôi xài, mà xài gọi là xài quá trời xài. Thì cuối cùng chúng ta có một cái bộ trang phục Halloween màu xanh. Ê kèo nha. Oh my god. Kèo. Thực sự là với 75 ngàn. Quá rẻ và quá xinh. Bạn nào có 178 ngàn mua gấp bộ này à? Quá đẹp. Oh my god. Oh my god. I just wanna say fantastic, adorable, legendary and everything. Đẹp quá. Ê, đẹp quá nha mấy má. Ê, từ mặc liền cho tôi. Mặc liền. Chị xin mi mặc liền cho bé. Ê, xinh quá hả? Ê, xinh quá nha, xinh quá nha. Ôi, thôi bỏ cái mắt kính ra đi, trời ơi. Xinh quá. Xinh quá. Ôi, con mắt kìa. Oh my god. So cute. Oh my god. Oh my god. Look at her. Oh, angels. Ê, xinh quá. Ê, có khi nào cái bộ đồ này là, ê, tự nhiên thấy kết hợp cũng duyên đó. Thôi cũng được đó. Hồi nãy chê con ma dữ lắm, thôi giờ khoen nha. Ê, xinh nha, xinh nha. Cái bạn ma này thì có đeo cái kính nữa. Ê, đeo kính luôn ta. Từ để coi lại xíu nhá. Mình sẽ đeo thêm cái kính nữa. Ok, chúng ta sẽ đeo thêm thử một cái kính. So cute. Look at her. Wow. Kèo nha. Bộ này xin chấm là vô cực ạ. Thực sự đã màu xanh rồi mà còn cái này nữa thì thôi vô cực. Vô cực cho chị liền. Đấy, vô cực, vô cực. Xinh quá, xinh quá. Đấy thì trong tất cả các bộ đồ thì tôi cảm giác các bạn update gọi là gì ta, Halloween lần này tôi diệu nha. Cuối cùng thì Play Together cũng đã hiểu được nội lòng của tôi. Nice. Và chúng ta sẽ có cái này là cái kẹo Halloween các bạn ơi. Thì lát nữa mình sẽ nói các bạn về cái này. Ê, bí ngô hả? Cũng xinh đó. Nhưng mà mình không phải là công chúa lọ lem nên sorry, mình sẽ không mua cái này đâu. Chúng ta có gói Wednesday. Thật sự là... Alo, Play Together à? Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Chị Wednesday của tôi như thế này, chứ không phải như thế này. Tại sao có thể chọn cho chị Wednesday tôi một cái màu, cái môi rất là sớn nha, mà cái mắt cũng sớn nữa. Chê nha. Nếu mà mua bộ này thì cũng được đó, nhưng mà chê cái mắt. Chị Wednesday của tôi sao lại như vậy được? Alo, Play Together, mấy người có ghét chị Wednesday của tôi không? Please stop. Và chúng ta có, cái này là giống chị Honey trong New Jeans nè, đúng không? Ở bé Honey như nhỏ tuổi hơn mình. Bé Honey, ê cái tóc dễ thương nha, ê dễ thương nha. Na 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 na. Vì tôi rất thích New Jeans nên tôi sẽ mua. Mình thấy mình tốn tiền quá.
thương quá à. Ê, tôi thích nha. À dạ, tôi thấy là trong cái tất cả các sự kiện thì Playdigator cũng đã biết thương tôi rồi. Ê, cái này dễ thương quá nè. Ê, cái tóc dễ thương quá à. À, tóc dễ thương quá. Ê, có nên nhuộm cái tóc này không? Có nên nhuộm tóc này không? Nhuộm không. Từ từ, đợi xíu. Ôi, mà bên cái thành phố Plaza bên cạnh cũng gọi là trang trí phong cách Halloween này các bạn ơi. Ui, ê, có con mực đúng không? Con mực nhìn ghê à. Wow, hay thật sự. Tôi đánh giá cao vậy là trong cái lần update lần này của Play Together trang trí rất là chỉnh chu nha, nói chung là rất là keo nha. Đấy, ok. Chị làm tóc ơi, chị làm tóc cho em xin một kiểu tóc ạ. Ok, dạ có. Em xin được nhuộm màu. Em muốn cái màu khác nó dịu hơn mà không có nè, buồn quá. Tóc này nó lại sáng quá nè, nhưng mà cái màu này thì nó lại ấy hơn nè. Thôi xin được phép nhuộm cái tóc này nha. Ôi tóc này xinh quá. Trời ơi xinh quá. Flex giống idol đó. Ok. Chị cho em cái tóc này ạ. Đúng không ạ? Dạ. Trời ơi. Kêu. Xịt kêu. Xinh quá. Trời ơi. Nhưng mà từ. Phải đổi cái mắt đã. Nhưng mà cái mắt này cưng quá nè. Chị Mèo Sumi xin được phép xài cái tóc này nha. Trời ơi, tôi thấy nó xinh quá mấy má ơi. Từ mắt này hay mắt này ta? Mắt này xinh nè. Thôi, lấy này nha. Trời ơi, xinh chưa? Con tôi đó, con tôi. Trời ơi, mau xinh quá à. Ok, tôi thích nha. Trời ơi. Thì đây chính là những cập nhật gọi là trong cửa hàng phiên bản Halloween trong Playdigator cho mọi người. Thì còn rất là nhiều thứ nữa, nhưng mà mình nghĩ thì như thế này là đủ rồi. Đó, thì đó là tất cả những gì trong phiên bản Halloween. Và ok, chúng ta sẽ cùng đến với cập nhật tiếp theo. Let's go. Và sự kiện thứ hai trong Playdigator Halloween, chúng ta có thu thập kẹo. Đấy, thì các bạn bấm vào cái viên kẹo ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều sự kiện liên quan tới Halloween. Thì trong đó cái sự kiện đang nổi bật nhất đó chính là thu thập kẹo để đổi ra những item trong này. Thì theo mình thấy là mỗi item trong này đều sẽ có rất nhiều vật phẩm khác nhau. Đấy, thì bên này là bạn nào biết con trai siêu anh hùng thì à lộn, đây là Super Dumperman, đó, một cái nhân vật phản diện anh hùng đấy. Thì các bạn có thể thu thập kẹo và có thể đổi rất là nhiều gói trong này. Thì mình thấy ở đây có rất là nhiều gói. Thì chúng ta coi gói màu hồng này thì gói hộp quái vật baby. Đấy, thì bạn nào thích. À, cái này giống giống gì nhỉ? Giống con gì nhỉ? Con stick đúng không? Y chang con stick luôn mấy má. Em nói y chang con stick luôn á. Play together có lấy từ stick không vậy? Play together. Thì đó là cái gói này. Và chúng ta có gói gọi là gì đây? Và là muốn biến thành những cái kẹo vui vẻ có thể đổi nó nha. Ok. Và gói tiếp theo đó chính là một cái hộp gọi là gấu Halloween. Và chúng ta sẽ... Wow. Ê, gói này keo nha. Ê, thực sự là nếu mình muốn đổi thì mình muốn đổi cái xe này. Nhưng mà chắc là nếu mà để đổi được cái xe này thì chắc là 1.000 năm sau các bạn ơi. 1.000 năm sau nha. Ok, và để đổi được cái gói này chúng ta sẽ cần 900 cái kẹo. Ok, và chúng ta có hộp gấu Halloween. Thì hộp gấu Halloween chúng ta có... chúng ta có một trang phục Halloween, chúng ta có gọi là vật phẩm trang trí, chúng ta có rất là nhiều thứ liên quan tới Halloween. Đấy, thì gói này cũng mất 900. À, nhưng mà 900 mình sẽ chọn gói này chứ. Và chúng ta có một chú gấu quàng khăn đỏ. Đấy. Wow, so cute, I like it. Cô bé quàng khăn đỏ cùng với chú sói. Đó, so, ở đây là có cái đầu con sói và ở đây có cái đầu con sói tỏi là sao vậy? Mình cũng không biết nữa. Ok, và chúng ta có gọi là 1.300 cái kẹo. Chúng ta sẽ được một cái gói rất là màu sắc. Đấy, rất là khoa học, rất là màu sắc. Nói chung là kẹo ma quái. Đấy, và chúng ta có một cái này mình không biết là cái gì. Đấy, thì đó là những gì mình thấy. Và chúng ta có một cái gói nữa là gói ma. Đấy, ok. Thì để săn được gọi là gì ta? Kẹo thì đầu tiên, ôi trời tối rồi. Thì để nếu bạn nào không biết làm sự kiện này, đầu tiên thì các bạn hãy tới cái chị gái này. Đó, thì các bạn tới cái chỗ chị gái này. Sau đấy là các bạn sẽ nói chuyện với chị ấy. Sau đấy là chị ấy sẽ tặng cho các bạn một cây súng. Đây, bây giờ các bạn bấm vào cái này, chúng ta sẽ được một cây súng. Đó. Yeah. Thì, ui, cái mắt mình phát sáng nè. Đẹp
quá. Thì hiện tại là hồi nãy mình có bắn thử. Đấy, thì mình còn chừng này thôi. Thì các bạn cũng có thể nâng cấp súng của các bạn nha. Thì các bạn có thể bấm vào cái vật phẩm, sau đó các bạn bấm vào cái này, các bạn bấm vào dấu chấm hỏi cho mình nhá. Sau đó các bạn có thể nâng cấp. Đấy. Thì nếu các bạn nâng cấp thì các bạn có thể có khả năng trúng được nhiều kẹo hơn. Theo mình nghĩ là như vậy. Đấy, thì mình sẽ nâng cấp hết cái đống này nha. 1 hour later. Ok, và chúng ta sẽ đi săn ma nha. Đấy, ok, bây giờ chúng ta sẽ đi quanh cái khu vực ở đây. Ok em ơi, chở chị đi em ơi. Thôi chị tốn 200 rồi thì em chở chị đi cái. Đấy, thôi tốn 200 rồi chở chị đi vòng vòng nha bé. Đó, thì bây giờ mình sẽ đi săn gọi là những con ma ở quanh quanh cái khu vực plaza hoặc là cái gì ta. Nói chung là con ma. À đây 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 đây, một con ma nè. Đây mình sẽ săn thử cho các bạn xem nhé. Đầu tiên mình sẽ bắn nó nè. Đấy. Thì theo mình được biết là nếu mà có cái trick là các bạn đứng xa, các bạn sẽ bắn nó dễ hơn. Đó. Đấy, đó. Con ma nó có tải không nhỉ? Tôi không thấy gì chơi không nhỉ? Đó. Trời ơi, rồi. Nó có tải không vậy? Sao không quay bắn rồi vậy? Một mình mà sao bắn được? Alo. Đó, thì các bạn có thể gọi là bắn con ma này tỏi á. Thì con ma này sẽ cho các bạn kẹo. Đấy, nhưng mà mình thấy tình hình này không biết nó có tỏi không. Con ma trong này nó có khả năng hồi máu nữa hả? Hả? Thôi xin được phép rời đi nha. Kiếm con ma nào dễ hơn nha. Chứ con này nó... mình bắn một hồi chắc lát nữa mình hết tiền vì nó quá. Đấy, thì nói chung là trong thị trấn thì sẽ có rất là nhiều ma, rất là nhiều gọi là bạn quái vật. Đấy, thì nhiệm vụ của bạn là đi săn mấy bé ấy. Sau khi săn thì các bé sẽ nhả ra kẹo cho bạn. Đấy, nhả ra mấy viên kẹo này. Đấy, hồi nãy mình thấy con ma bự lắm. Từ từ, cái con ma nhỏ này. Ê, ấy dồ, Kodokashi. Từ, để bắn thử coi. Đó, thì bây giờ mình sẽ săn thử một bạn nhá. Đấy. Nếu các bạn săn mấy càng con to thì nó sẽ càng gọi là... Ở đấy. Rồi sau khi săn xong các bạn nhặt. Yeah, chúng ta được 5 cái kẹo Halloween. Đấy, thì nói chung thì các bạn hãy... nếu mà săn càng bự thì nó lại càng nhiều kẹo. Đấy, ok. Hồi nãy là mình thấy có con ma đúng bự luôn á. Để mình kiếm thử coi. Đây rồi, đây rồi. Đây. Thì mọi người, đây là cái bạn gì ta? Bạn ma mà nhiều người rất muốn săn. Bởi vì bé này ủi quay con xe xinh thế. Rồi, cho tôi tham gia với. Đấy, các bạn, nếu mà các bạn săn được cái bé cún này á thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều kẹo. Đấy, ok. Săn với. Cùng nhau hợp lực nào mấy bạn ơi. Ai có súng gì bắn đi. Đúng rồi. Chuẩn vô. Trời ơi, bắn nhiệt tình vô mấy bạn ơi. Đúng rồi, để mình đứng xa cái. Thử coi. Đấy. Sờ đam nó thấp vậy. Đấy. Cố lên mấy bạn ơi. Hợp lực nào. Đấy. Trời ơi, con ma nè. Trời ơi, bé cún ơi. Bé giật dữ quá. Nhưng chỉ phải tiêu diệt bé rồi. Bắn đi mấy bạn ơi. Cố lên. Sắp con ma sắp bay nào rồi. Thôi em muốn tắm hả? Đợi chị xíu nha. Chị đang tiêu diệt ma bé ơi. Không có sửa được cái súng luôn đây. Trời ơi, chết rồi, cái súng này nó sắp hỏng quá nè. Mai em đợi xíu nha. Chị đang cần gọi là tiêu diệt quái vật. Đấy. Đó, đù nhảy nó đang nhảy nè. Đang nhảy tạt nè. Súng sắp hỏng rồi, giờ sao đây? Bắn im mọi người, sao không ai bắn vậy? Nó tình trạng rất tôi biết là trong player là đang có tình trạng là ai cũng bắn á. Có người không bắn. Nha. Ê, cảm ơn bé cún nha. Trời ơi, ê, mấy bạn ơi, săn con ma nó lời điên. Trời ơi. Ôi vậy là bây giờ mình tỉnh mọi người. Nếu mình mà săn cỡ 2 thì ta
3 hay 4 con ma là mình thấy là đủ rồi đó. Ê lời nha mấy bạn ơi, săn con ma liền cho tôi. Trời ơi, săn xong mới nằm rụp rụp miệng rồi đó. Cảm ơn bé cún nha. Ok, thì sau khi săn gọi là bé cún xong thì trong người mình đã có tận hạn là 300 viên kẹo rồi mọi người ạ. Đấy, nhưng mà mình nghĩ là mình cũng không thể có nhiều thời gian đi săn gọi là bé ma được đấy. Bởi vì nó sẽ rất là mệt nó, nên mình sẽ xe tiền là xíu nha bạn, mình tắm cho ma cái ma thú mình rồi. Rồi, chở chị đi cái, chị chở em đi tắm. À, mình tắm được luôn hả? Rồi. À có thú thì thôi để chị. Trời ơi, sao ba nữa. À, mấy bạn đợi xíu nha, chúng ta cần phải dẫn mấy đi tắm, không mấy sẽ gọi là tỏa hương thơm cho clip này, mấy bạn sẽ không thích được. Đấy, ok, đợi xíu. A few moments later. Ok, và để có được kẹo chúng ta sẽ mua tiền và chúng ta sẽ tốn. Để được 1.000. Nó đắt điên luôn ấy, nó đắt điên luôn ấy. Nhưng mà ra mình sẽ mua gói đắt nhất. Wow, 1.250 kẹo. Ok, và chúng ta sẽ đổi qua. Và hiện tại chúng ta tổng cộng là có 1.555 cái kẹo. Wow, ok, bây giờ nếu mà mình thì nếu mà mọi người sẽ đổi cái gói này với mình thì mình ha, nhắm cái gói này. Nhưng mình thấy gói này khá là cưng đấy mọi người, nếu mà không trúng được cái này thì ít nhất trúng được cái này chứ, đúng không? Nếu mà trúng này thì ảo quá. Đây, ok, bởi vì nhân phẩm mình biết mà. Ok, chúng ta sẽ mua. Ủa khoan, đây là mua hết hay sao giờ mình không biết nha. À, kiểu như là mình tốn 900 cái kẹo để ra cái này ấy hả? Thiệt luôn, play together. Thiệt luôn. 500 ngàn. Ok, nếu mà mình nghĩ mình mà chơi thêm Play Together thêm cỡ 2 giây nữa mình sẽ nổi điên mất. Ok các bạn, thì đó là những gì gọi là trong sự kiện Play Together, gọi là update trong Halloween. Thì thật ra đối với mình là cái sự kiện Halloween này nó khá là thú vị. Và nó cũng rất là nhiều sự kiện cày chay cho các bạn có thể gọi là thỏa sức mà các bạn đi tiêu diệt quái vật đó. Thì mình thấy cái đấy vẫn hay, chỉ là do nhân phẩm mình xui thôi và mình hơi dư tiền. Nói chính xác là mình mất tiền đấy, thì mình cũng đã mất rất là nhiều tiền cho cái sự kiện này. Nhưng mà mình cũng rất là thích cái sự kiện này, bởi vì sự kiện này có là nhiều thứ hay, và đặc biệt là bộ đồ này, nên thôi tôi xin được phép gọi là không nhận Play Together lần này. Và trong sự kiện Halloween này, các bạn thích nhất vật phẩm gì trong Play Together thì các bạn cũng đừng quên bình luận phía dưới xin biết nha. Ok, và trước khi kết thúc video này thì các bạn cũng đừng quên video của xin đạt được tất cả like và số chữ giúp, và các bạn vào 3 giây cuối lượt này. 3, 2, 1, thank you mọi người rất là nhiều. Và bây giờ bye.